tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cô mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Suy niệm: hôm nay mừng lễ Thánh Giu-se, vị hôn phu của Đức Maria. Đây là dịp thật tuyệt vời để chúng ta chiêm ngắm và cầu xin sự cầu bầu của thánh nhân trước mặt Thiên Chúa cho mọi nhu cầu trong đời sống hàng ngày của bản thân cũng như gia đình, nhất là các bậc gia trưởng, những người cha gia đình biết học hỏi theo đời sống khiêm nhường, luôn yêu thương và tận tụy chăm lo cho gia đình của mình. Vì Thánh Giu-se là người bạn đời của mẹ Maria, nên Ngài cũng là cha của Chúa Giêsu. Nhưng Thánh Giu-se thường bị lãng quên vì Kinh Thánh ít nói về Ngài. Toàn bộ cuộc đời Thánh Giu-se với nghề chính của mình là một người thợ mộc làng Nazareth. Ngài sống một cuộc sống đơn sơ, thật thà và chất phác, chấp nhận thánh ý Chúa, dạy con lòng yêu mến Chúa và trân trọng yêu thương con người. Có một người kể chuyện về cha của mình như sau. Anh là con cả trong nhà. Hồi đó, gia đình anh nghèo khó nhất vùng. Mẹ mất sớm, cha tạo tần nuôi ba anh em nên người. Nhà gần sông, nhưng cha hay đau yếu nên ít khi mới được ăn cá. Bữa nào có cá là thịnh soạn lắm rồi. Trong bữa ăn, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: "Để cha ăn đầu và xương." Cậu em Út liền nhanh nhậu: "Tại sao hả cha?" Cha cười nói: "Vì cha già rồi, hay đau đầu, ăn đầu thì nó sẽ bớt đau. Cái này gọi là ăn ốc bổ ốc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương sẽ khỏe hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?" Cậu em lại cười tít mắt, gật đầu li lịa ra chiều hiểu lắm. Cha khẽ mỉm cười, lặng lặng cắt miếng xương đầu và xương cá vào bát, rồi ăn hết bát cơm. Ba anh em nghĩ cha nói thật. Anh khi ấy đã vào cấp 2 rồi mà cũng tin. Bữa cơm nào cũng sẽ đầu và xương cho cha ăn, còn ba anh em tranh nhau phần thịt. Rồi anh lớn lên, có thể thay cha đi đò ra sông, mò cua, thả cá. Đời sống gia đình dần dần khấm khá hơn. Cũng là lúc anh đủ lớn để hiểu bấy lâu nay cha luôn nói dối chuyện tích ăn đầu và xương cá.